Thôi rồi. Đọc tựa truyện đi. Mười chú ếch đi biển. Lời Hisako Madokoro trên Michiko Nakawa. Câu chuyện 10 chú ếch đi biển. Buổi sáng nọ, có một chú chim to lớn màu trắng bay đến đầm quả bầu. Két, đó là hải âu đó. Lần này, ta xin hướng dẫn cho mọi người ra biển chơi, một nơi rất là rộng rãi và dễ chịu. Ta mới tập lập được cái công ty du lịch dịch vụ tiện nghi đó. Ngợp ập, biển hả? Mười chú ếch tròn xoe mắt nhìn. Biển là ở đâu cơ? Là nơi như thế nào hả? Két, vậy xin mời các cậu hãy xem cái tờ rơi này nha. Chuyến đi lần này là thử nghiệm nên sẽ được miễn phí đó. Ngợp ập, cái này có vẻ vui quá. Muốn đi ra biển, phải không các cậu? Thôi ta đi ra biển đi. Mười chú ếch leo lên lưng hải âu, bay lên bầu trời. Này, các cậu có mang theo cơm hộp không hả? Có mang rồi. Nó cảm giác thật là tuyệt đó. Nhìn thích thật. Này, ếch vui nhộn, cậu bám chặt vào nha. Ngợp ập, nhanh, nhanh quá. Trong kìa, đã thấy biển rồi kìa. Đến nơi rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi đi nha. Sáng ngày mai, ta sẽ đến đón. Chim hải âu lại bay đi. Ngào, ngào, hoa, hoa. Biển này, biển rộng ghê. Rộng hơn đầm quả bầu cả trăm lần đó. Nào, mọi người ơi, bơi thôi, bơi thôi. Tùm, tỏm, rào, hoa, hoa, mặn quá. Nước biển dị như muối đó. Rồi, không bơi nữa đâu, chơi trên bờ đi hả? Trên bờ biển có rất nhiều thứ kỳ lạ. Cô ơi, chào bạn. Cậu côn trùng bò bò, chào cậu. Chào ngày sau biển nha hả? Xem này, tớ nhặt được vỏ sò đây nè. Ngọp ập, ngọp ập, ngọp, ngọp ập, ngọp. Mọi người vui vẻ nhảy điệu hula đó. Vũ điệu hula là vũ điệu của Hawaii đó. Các chú ếch ăn cơm hộp ở trên bãi cát. Biển đúng là thích thật, ngợp ập, vui quá. Bà. Thế nhưng chỉ có bạn ếch suy nghĩ, cứ trầm ngâm suy nghĩ thôi. Thiệt lạ đó, vì sao nước biển lại mặn nhỉ? Tớ đi tìm hiểu một lát thôi. Này, cô ơi, bạn có biết vì sao nước biển lại mặn không hả? Tớ không có biết đâu. Từ lúc sinh ra là nước biển nó đã mặn rồi đó mà. Ốc mượn hồn ơi, vì sao nước biển lại mặn hả? Tớ cũng không rõ. Hay là có ai đó đã bổ muối vào hả? Có thể. Vậy thì rốt cuộc ai đã bổ muối vào? Nó suy nghĩ. Nó đang ở trên tảng đá dòm xuống biển thì ngào. Ôi, cứu tớ với. Ọp ọp. Nguy quá, nguy quá. Còn sóng lớn quá. Vừa rồi nguy hiểm quá. Ít suy nghĩ ơi, cậu có sao không hả? Các chú ếch xôn xao cả lên. Ngọp, tớ hết cả hồn. Ngọp ọp. Kính của tớ rơi mất rồi. Đúng lúc đó, có tiếng lục bục, ngột ngột, ngột ngột, giấy nước lớn xuất hiện. Một cái gì đó mềm mềm hiện ra, dài, trơn trơn, ngọt ngọt. Cái này là cái gì đây hả? Cái gì đây hả? Nhẽo, 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 đó là bạch tuộc, nhẽo. Đây có phải là kính của cậu không? Nhẽo. À, là kính của ếch suy nghĩ đó. Cậu nhặt cho bọn tớ hả? Bạch tuộc ơi, cảm ơn cậu nha. Mười chú ếch thiệt là hấu hiếm với hết hồn luôn đó. Trời, sóng biển và cả hoàng hồn cũng rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Khi nào về đầm quả bầu, ta phải đến thư viện ếch tìm hiểu bí mật của nước biển mới được. Ngợp ập, vậy nha. Gió biển thổi mặn mặn, mười chú ếch hát, nhảy và kêu ngợp ập. Biển rộng quá, dễ chịu quá. Biển thật là tuyệt vời. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi đó. Chúc các bé ngủ ngon. Chân xin.